Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập trình trong chủ đề lập trình và thiết kế website từ A tới Z. Các bạn đang được học phần JavaScript và đây là bài học số 9. Trong nội dung bài học này, tập trung chủ yếu giới thiệu với các bạn hai cái loại biến khác nhau là biến local và biến global, hay còn chúng ta còn hay gọi là biến cục bộ và biến toàn cục. Thì chủ yếu của nội dung bài học này là chúng ta sẽ đi định nghĩa thế nào là một biến cục bộ và thế nào là một biến toàn cục, và cái cách sử dụng như thế nào để cho phân phối tốt cái hiệu quả bộ nhớ và cái hiệu năng của cái thiết bị người dùng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tới những cái phần định nghĩa. Thì cái biến cục bộ chúng ta tập quen gọi bằng tiếng Anh là biến local để cho nó quen ha, hay còn gọi là local variable á. Thì cái biến cục bộ đây là một cái biến được khai báo và sử dụng bên trong một cái hàm hoặc là một cái phương thức. Thì phương thức ở đây cũng là một cái hàm thôi, nhưng mà đây là một cái hàm của một cái object thì ta gọi là phương thức. Các bạn sẽ được học về object ở trong JavaScript sau. Ở đây các bạn cho biết là cái biến cục bộ là cái biến được khai báo và sử dụng bên trong một cái hàm và chỉ có tồn tại bên trong phạm vi của cái hàm đó thôi. Có nghĩa là bên ngoài một hàm thì cái biến nó sẽ không tồn tại và chúng ta không thể sử dụng được. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hai cái loại biến cục bộ chủ yếu thôi. Cái biến thứ nhất là biến do chúng ta tự khai báo và sử dụng. Có nghĩa là bên trong một cái hàm, chúng ta viết cái code là var khai báo một cái tên biến gì đó, rồi chúng ta sử dụng cái biến đó trong quá trình làm việc của cái hàm đó. Và khi kết thúc cái hàm đó thì cái biến nó sẽ không có tồn tại nữa. Nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới những cái biến khác ở bên ngoài. Đấy. Và cái biến thứ hai mà chúng ta được sử dụng để làm dữ liệu đầu vào của một cái hàm, hay còn gọi là biến tham số. Đấy, tức là những cái biến mà được khai báo bên trên cái thanh đầu dữ liệu đầu vào của cái hàm đó, nó trở thành những cái tham số của cái hàm đó. Thì ở đây các bạn có thể xem lại cái bài 6 để có thể hình dung ha. Và bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái biến global hay còn gọi là cái biến toàn cục như thế nào. Thì cái chữ global hay cái ý nghĩa của nó là toàn cục, thì các bạn cũng có thể hình dung được đây là loại biến nó sẽ tồn tại trong xuyên suốt quá trình tồn tại của chương trình. Có nghĩa là miễn là chương trình vẫn còn thì nó sẽ vẫn còn và nó có thể được sử dụng ở mọi nơi trong chương trình, với một cái điều kiện là cái chỗ sử dụng đó phải được gọi. Có nghĩa là cái câu lệnh mà sử dụng một cái biến global này nè, nó phải được gọi sau khi cái biến global đã được tạo. Các bạn chú ý nghe, ở đây trong JavaScript chúng ta không quan trọng cái chỗ mà code, cái lệnh nào viết trước hay cái lệnh nào viết sau, mà quan trọng ở chỗ là cái lệnh viết sau nếu mà có sử dụng cái biến nào đó thì cái biến đó phải nằm trong một cái câu lệnh khai báo trước cái lệnh sử dụng. Đấy. Do cái thứ tự chạy của chương trình chưa chắc nó đúng với cái thứ tự mà chúng ta viết từ trên xuống dưới, cho nên chúng ta có một cái quy ước khác về cái việc này, đó chính là cái chỗ mà sử dụng dữ liệu phải nằm sau, ủa phải được gọi sau cái chỗ khai báo dữ liệu. Đấy, cơ bản là như vậy. Thì cái biến toàn cục này nó sẽ tồn tại xuyên suốt chương trình cho tới khi nào người ta đóng cái chương trình đó lại, do đó mà nó sẽ chiếm dung lượng bộ nhớ để ghi nhớ đó. Cho nên mà các bạn cần phải suy xét rất là kỹ là cái biến nào nó sẽ được sử dụng đi sử dụng lại nhiều chỗ thì các bạn mới được khai báo nó là biến global, để tránh cái trường hợp lãng phí cái bộ nhớ của cái thiết bị người dùng. Rồi, thì nội dung của cái bài học này chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Chúng ta sẽ đi ngay vào cái phần thực hành để các bạn có thể dễ hình dung chi tiết. Thì đây là cái nội dung thực hành của cái bài học lần trước mà chúng ta vẫn còn giữ lại liên quan tới dữ liệu kiểu mảng. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho các bạn một cái hình thái. Ví dụ như ở đây chúng ta khai báo một cái tên biến. Rồi đây là biến A bằng 5. Ok. Thì cái kiểu khai báo như thế này là các bạn đang khai báo một cái biến toàn cục, hay là gọi là đây là một biến global. Đây là một biến global. Đấy. Rồi, tôi lấy ví dụ như chúng ta viết một cái hàm function, hàm ABC. Để chúng ta khai báo đầu vào tham số 1, tham số 2 và tổng bằng tham số 1 cộng tham số 2. Cộng biến A.
ghi tên ông. Ok, chúng ta có một cái đoạn chương trình như thế này, các bạn chú ý quan sát ha. Ở đây chúng ta có một cái biến được khai báo global đây, và trong đây chúng ta có một cái hàm ABC. Hàm ABC này có hai tham số đầu vào và chúng ta đặt cái tên của nó là tham số 1 và tham số 2. Vậy thì tham số 1 và tham số 2 này nó trở thành một cái biến cục bộ của cái hàm này và nó được phép sử dụng bên trong cái hàm này. Có nghĩa là nếu bên ngoài này mà các bạn gọi tham số 1 hoặc là tham số 2, ví dụ như là va a gì đó bằng cái này, thì cái câu lệnh này nó sẽ gây ra lỗi bởi dừng chương trình lại, tại vì nó sẽ không tìm thấy cái biến số tham số 1 nào cả. Ok. Do đó cái biến số này nè, đây là cái biến số tham số, nó chỉ có tác dụng được sử dụng bên trong nội dung cái hàm này thôi. Và ở đây chúng ta cũng có một cái biến khác được khai báo bên trong cái hàm, đó là chính là cái biến tổng này. Đấy, nghĩa là trong quá trình cái hàm này nó còn tồn tại, các bạn có thể sử dụng cái biến tổng này. Các bạn có thể gọi tên nó và sử dụng nó. Tuy nhiên ở phía bên ngoài này thì các bạn không thể gọi nó, do cái biến tổng nó chỉ tồn tại bên trong cái hàm đó thôi. Ok. Đấy. Và ở đây các bạn có thấy là trong cái hàm này nó sử dụng cái biến A này luôn, do biến A này là biến global. Đấy, do đó có thể được phép sử dụng ở mọi nơi. Ok. Dễ quan các bạn đại diện hãy hình dung nha. Và ở đây chúng ta gọi cái hàm ABC này, và cái hàm ABC này sẽ làm nhiệm vụ là nó cộng tham số 1, cộng tham số 2 và cộng cái biến A này, và nó trả về kết quả. Và do cái kết quả này chúng ta nó sẽ ra bằng 16. Ok, 5 cộng 6 cộng thêm 5 là sẽ ra bằng 16, cho nên nếu chạy cái đoạn này chúng tôi sẽ F5 lại. Đấy, LS 16. Ok. Đấy, đây là một cái ví dụ cơ bản về cái biến global và biến local. Bạn chú ý nghe, tức là biến cục bộ và biến toàn cục. Thì nội dung video bài học ngày hôm nay khá là ngắn gọn, đơn giản như thế này thôi. Các bạn chú ý là cần phải quy hoạch được cái code của mình, nên sử dụng biến global khi nào và nên sử dụng biến global local khi nào để cho hợp lý, để phân phối vùng bộ nhớ của cái thiết bị người dùng. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn thực hành thành công.